Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay em xin giới thiệu với anh em một lô cưa máy Echo 281, 283. Đây anh em, một cây Echo 281 nguyên zin. Cây này 283 anh em. Cây này cũng 281. Thằng 283 là nó khác cái nó có bơm xăng anh em nhá. Đó, 3 cây. Đó, lan xích đầy đủ 3 cây anh em. Đó. Tình trạng máy móc anh em, nguyên zin hết 100%. Máy móc rất đẹp. Đó, Echo. Máy nổ rất ngon anh em nhé. Mình test nổ cho anh em xem nhé. Con này trọng lượng của nó là cỡ khoảng 4,5 kg anh em nhé. Lam xích là dài 40-35. Rất dễ nổ luôn. Anh em nào muốn mua lẻ và giá 1.700.000 một cây nha anh em. Anh em nào mua lẻ giá 1.700.000 một cây. Anh em nào mua hết lô giá 1.000.000. Anh em nào mua hết lô xin liên hệ qua số điện thoại 0345 05399 nha. Đó, sẽ có giá của thợ. Đó, anh em nào lấy hết sẽ có giá của thợ. Và anh em nào mua lẻ là giá 1.700.000 một cây. Đó. Tình trạng máy móc nguyên zin hết nha anh em. Tem mác còn đầy đủ đấy ạ. Đó. Anh em nào mua xin hệ qua số điện thoại 0345 05399. Đó. Máy rất dễ nổ luôn anh em nha. Nổ rất giòn tiếng khỏe. Video ở đây nha anh em.